Có thể nói trong các thể loại ẩm thực, nướng không chỉ tạo ra vị thơm đã khứu giác mà còn giữ được hương vị đặc trưng của từng nguyên liệu. Chính vì thế, từ cái thuở Hồng Quang đi khai thiên lập địa, khi vừa phát hiện ra lửa, con người đã bắt đầu nghiện món nướng. Tại Việt Nam, từ khắp Nam chí Bắc, các món nướng nổi tiếng với thịt rừng, hải sản, tôm cá đều được nhiều người ưa chuộng. Đặc biệt trong những ngày mùa mưa hoặc mùa đông tiết trời se lạnh, còn gì bằng gia đình, bạn bè cùng quây quần bên bếp than hồng, tự tay nướng thịt, nướng cá, rồi cùng thưởng thức. Phong phú nhất có lẽ là món nướng của người dân Nam Bộ. Món nướng dân dã phương Nam không chỉ riêng người Việt ta ưa thích, mà cũng làm thực khách nước ngoài mê mẩn, không kém. Nhiều nhà hàng ở các khách sạn cũng thường xuyên hàng tuần có bữa tiệc với thực đơn là những món nướng đồng quê. Vậy là nướng của vùng đất phương Nam này đã sống khỏe mạnh giữa lòng thành phố và ngày càng trở thành phong phú, sành điệu của thực khách chốn thị thành. Nhưng món nướng từ quê lên phố có mất gốc không? Dĩ nhiên là hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Đặc sản miền sông nước gắn liền với tiếng tăm của những món ngon bắt nguồn từ đồng ruộng, từ sông, từ rừng. Trải qua bao cuộc đổi thay, nhưng nét văn hóa ẩm thực thời khẩn hoang vẫn còn trong lòng của mỗi người dân Nam Bộ ngày nay. Đến hẹn lại lên, chương trình đặc sản miền sông nước của chúng tôi lại có dịp đưa quý vị đến những điểm hẹn trù phú, hiền hòa của khu vực châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Gặp gỡ những người dân hiền hòa, mến khách nè, rồi cùng thưởng thức những món ăn dung dị, đơn giản nhưng cũng không kém phần độc đáo nơi đây. Để rồi chúng ta khi ăn một lần nhớ mãi không quên. Nói đến phong cách ẩm thực khẩn quan, đặc thù phương Nam, thì món nướng chiếm vị trí quan trọng trong đời sống ẩm thực của người phương Nam. Chim, cá, ếch, nhái đều trở thành những món nướng ngon lành. Nướng là cách chế biến rất phổ biến mà nơi nào, quốc gia nào cũng có. Nhưng kiểu nướng phong cách dân dã của người phương Nam luôn gây cho thực khách sự ngạc nhiên đến thích thú, như nướng trui, nướng đất sét, nướng mọi, nướng ống tre, nướng lu, nướng siêu. Bên cạnh đó, các kiểu ướp khác nhau cũng tạo nên mùi vị đặc biệt cho từng món nướng, như nướng mọi không cần ướp, nướng, nướng sả ớt, nướng mật ong. Về miền sông nước Tây Nam Bộ, bạn sẽ không thể không thưởng thức món cá lóc nướng trui, ếch nướng đất sét, cu đất nướng mọi hoặc chim sẻ nướng sả ớt. Đó là những kiểu nướng hết sức dân dã, rất đặc trưng mà có người gọi đó là nướng khẩn quan. Hiện nay, những món nướng dân dã đâu chỉ chịu ở yên dưới miệt vườn. Nướng đi tìm lên thành phố. Nói đúng hơn là người dân thành phố nghe được tiếng thơm của nó mà rước nó lên. Quán nướng mọc như nấm gặp mưa. Trên địa bàn thành phố có đến hàng trăm quán ăn uống trưng bày biển hiệu làng nướng, phố nướng hẳn hoi. Tên gọi cạnh tranh nhất là làng nướng phương Nam. 170 quán nướng mang tên gọi như vậy, hoặc na ná như vậy. Nhiều quán bán các món nướng khác nhau, nhưng cũng mang những cái tên đậm chất thôn giả như hương đồng, mái nhà tranh, tràm chim, làng nướng hương Việt. Những tâm hồn ăn uống đâu phải nhọc công lặn lội xuống tận miền Tây để ăn dơi nướng, chuột nướng nữa. Những ai thưởng thức món nướng là đã quá thấm nhuần câu tục ngữ rút ra từ kinh nghiệm ẩm thực lâu đời của cha ông. Nhất nướng, nhì chiên, tam xào, tứ nấu. Khách đến nhà, gia chủ chỉ cần ra vườn bắt con gà, con cá, đem tẩm ướp với gia vị có sẵn. Nấu nướng với rơm rạ hay than củi từ vườn nhà là đã có ngay món ngon đãi bạn, không cần phải chợ búa xa xôi cầu kỳ. Ở miệt vườn Nam Bộ, gà là món ăn có mặt trong mọi gia đình, dù giàu dù nghèo, nhất là những ngày giỗ chạp, cưới hỏi, lễ Tết. Mâm cỗ thịt gà thêm đậm đà và lý thú. Gà còn là nguồn thực phẩm ngon, bổ dưỡng mà đa số nông thôn Nam Bộ gần như nhà nào cũng có nuôi. Hình ảnh con gà đầy sân biểu tượng cho sự ấm no và hạnh phúc.
Nếu có thời gian, người nội trợ khéo tay có thể biến gà thành nhiều món đa dạng: gà luộc, gà quay, gà chiên, gà nấu cà ri. Còn đối với những cuộc gặp gỡ bất kỳ, không có nhiều thời gian chuẩn bị thì món nướng luôn là lựa chọn hàng đầu, vì việc chế biến rất nhanh mà lại giữ được sự tươi ngon của thịt, mùi vị thì lại ôi thôi hấp dẫn không thể tả. Nó đủ làm những bước chân đang thông thả trở nên vội vàng hơn để được nhanh chóng đến với cội nguồn của món hữu xạ tự nhiên hương này. Cũng là gà nướng, nhưng nếu chịu khó thống kê tại các làng nướng, phố nướng ngày nay thì có đến hàng chục kiểu, từ kiểu nướng lu, nướng đất sét, nướng siêu, nướng mọi, nướng mật ong, nướng sa tế, nướng muối ớt, đến nướng bơ, nướng phô mai, nướng kiểu Mỹ, kiểu Úc. Khi đặt lên ngọn lửa hồng thì cũng có hàng chục hương vị khác nhau. Nó phụ thuộc vào tay nghề tẩm gia vị của đầu bếp. Thật đáng tự hào khi giữa chốn phồn hoa đô hội, giữa những bộn bề cuộc sống hối hả hiện đại, người Việt khắp nơi vẫn ưu tiên lựa chọn những món nướng chính thống kiểu đồng quê như gà nướng đất sét, nướng muối ớt. Nhân dịp về miền Tây, đoàn chúng tôi cũng chọn cho mình món gà nướng dân dã để thưởng thức. Đó là kiểu tẩm ướp gà với muối ớt. Muốn thực hiện món ăn đặc sắc này, bạn phải chọn loại gà mái tơ cỡ 1 kg là vừa, loại gà ta. Muối ớt giã nhuyễn trộn với một chút bột ngọt, một chút mật ong để phần thịt nướng xong không bị quá khô. Sau khi làm gà, mổ ra, rửa sạch để cho ráo nước. Ướp với phần hỗn hợp muối ớt và mật ong đều khắp thân gà cho thấm khoảng 15 phút. Có thể đặt gà lên dĩ hoặc nẹp tre để nướng. Để lửa than riu riu và trở gà liên tục, đến khi thịt gà chín và phần da đã chuyển sang màu vàng nâu là được. Con gà nướng muối ớt hoàn tất có màu vàng nâu cánh gián, bóng loáng đẹp mắt. Cần nhất khi thưởng thức món gà nướng muối ớt còn nóng mới ngon. Vị đậm ngọt của thịt và mềm mại nhưng săn chắc, không bở, nhão như gà quay. Vừa hòa quyện hương thơm mật ong với vị cay cay thấm của muối ớt. Có thể thưởng thức món gà nướng muối ớt cùng với một ít rau sống hoặc đồ chua, hoặc làm no lòng thêm với vài lát bánh mì. Nếu là dân chai lọ thì có thể lai rai với chút rượu đế nàng hương là hết ý. Vừa thưởng thức vừa cảm nhận sự giao hòa của đất trời, cỏ cây, sông nước mới thấy hết cái ngon cái đẹp tình người Nam Bộ. Tuy nhiên, linh hồn của các món nướng miệt vườn có lẽ là cái bếp than hồng. Người ta có thể đặt dĩ nướng giữa bàn rồi quay quần, vừa nướng với các nguyên liệu tươi ngon, vừa trò chuyện rôm rã. Than củi tre, củi ổi, củi đước được nhiều người ưa chuộng. Trong đó than củi đước khi gặp gió lùa sẽ phát ra những tia lửa nhỏ tựa pháo hoa và nổ tí tách thật vui tai. Đặc biệt, hơi ấm của than sẽ lan tỏa, giúp những người đang dây quanh cuộc nướng thêm ấm áp, tươi tỉnh. Nhờ vậy, những câu chuyện tiếu lâm kiểu Bác Ba Phi cũng nở rộ như bắp rang. Đời lại vui. Nói về món nướng thì có lẽ nói cả ngày cũng không hết, đúng không An? Và trong khuôn khổ của chương trình Đặc sản miền sông nước, Tâm và Lê An chỉ có thể giới thiệu sơ đến quý vị về món nướng cũng như là mang hương vị đồng quê đến cho quý vị mà thôi. Ở tại các thành phố lớn thì không thiếu món nướng, từ các nhà hàng sang trọng cho đến các vỉa hè đường phố thì đâu đâu cũng có các món nướng. Nhưng mà để thưởng thức cái món nướng dân dã đúng chất miền Tây thì phải về miền Tây mới có, quý vị ạ. Và bây giờ thì mau lên, hãy soạn ngay cho mình một danh sách các món ăn cũng như là chương trình đi du lịch miền Tây và cùng thưởng thức các món ăn này nha.